kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, phụ nữ ai cũng có vai trò và nhiệm vụ riêng trong từng bối cảnh khác nhau. Có người đã làm mẹ, làm vợ hoặc đơn thuần là một người đi làm bình thường, hàng ngày vẫn làm việc chăm chỉ để sinh nhai trong cuộc sống. Chúng ta luôn có 24 giờ đồng hồ, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách sử dụng thời gian một cách hiệu quả và hợp lý. Những người vợ tảo tần, đảm đang, luôn quán xuyến và chăm sóc cho gia đình một cách chu toàn. Hầu hết thời gian của họ đều dành cho gia đình. Đôi khi ngay đến thời gian dành cho riêng bản thân hầu như cũng không có. Đối với những việc trong nhà, họ có thể giải quyết và hoàn thành nhanh chóng. Tuy nhiên, khi hỏi đến việc họ đã dành bao nhiêu thời gian để yêu thương bản thân thì hầu như đều không biết phải trả lời như thế nào. Tuy nhiên, làm vợ không phải là một khái niệm ngột ngạt, chỉ gắn liền với những hy sinh và hỗ trợ phía sau. Làm vợ tiềm tàng biết bao giấc mơ cháy bỏng. Ngay cả khi ta đang trong ngôi nhà, đang dâng đầy những cảm giác bí bách khó chịu, hay chìm đắm trong cuộc sống hàng ngày với bao trầm uất, hãy thử một lần suy nghĩ khác đi. Bạn luôn có quyền lựa chọn, dù ở độ tuổi nào đi nữa, bạn vẫn có thể ước mơ và hiện thực hóa chúng. Đừng để cuộc đời mình trôi qua vô nghĩa. Cuốn sách Người vợ biết ước mơ sẽ trẻ mãi không già của tác giả người Hàn Quốc Kim Mi Kyung sẽ đồng hành với bạn qua những thử thách bình dị của đời sống thường nhật, tiếp thêm hy vọng giúp cho ngọn lửa nhiệt huyết trong bạn lại một lần nữa bùng cháy. Một nguyên nhân khiến cho những bà nội trợ toàn thời gian không thể đầu tư một cách đúng nghĩa đó là thiếu thông tin. Ngay cả khi chúng ta đọc sách báo, tạp chí, nếu chỉ tìm tới các thông tin về những người nổi tiếng, thông tin đời tư như nghệ sĩ nào sắp kết hôn hay ly hôn thì đó không phải là đầu tư mà là một dạng tiêu thụ thời gian. Ta hãy hiểu chính xác thế nào là tiêu thụ, thế nào là đầu tư tiền và thời gian để có thể áp dụng hiệu quả từng ngày. Đa phần mọi người đang tiêu thụ hơn là đầu tư hiệu quả. Tuy nhiên, chúng ta lại coi đó là điều bình thường và mặc kệ mọi chuyện. Mặt khác, ta lại vẫn ôm mộng tưởng về một cuộc sống hạnh phúc. Những thành công của người khác khiến chúng ta ghen tị. Vì vậy, cho dù bận rộn như thế nào cho gia đình, những người vợ hãy cố gắng dành thời gian cho việc đầu tư đúng đắn. Biết sử dụng thời gian và tiền bạc vào những đối tượng đầu tư phù hợp thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy một con người hoàn toàn mới và cực kỳ tuyệt vời của mình trong tương lai. Một phương pháp mà tác giả đưa ra là chúng ta nên tự đánh giá một ngày của mình như thế nào, từ thang điểm 1 đến 10. Nếu ngày nào cũng chỉ buôn chuyện phím với hàng xóm hay xem phim cả ngày thì đó sẽ không được nổi một điểm. Những ngày nào còn việc phải đắn đo, lo lắng thì chỉ được 3 điểm. Ngày nào bạn đi học một kỹ năng mới, tham gia một câu lạc bộ yêu thích gần nhà hay cùng chồng tham gia những hoạt động giúp thắt chặt mối quan hệ với nhau thì ngày đó bạn có thể cho điểm cao hơn. Mục đích của việc đánh giá này là để cho bạn thấy khi trải qua một ngày với số điểm thấp, bạn sẽ cố gắng chăm chỉ hơn cho ngày hôm sau để bù đắp. Phải như vậy, bạn mới duy trì mỗi ngày của mình ngày một tốt đẹp hơn. Chính vì vậy, mỗi ngày hãy hỏi bản thân rằng, mỗi ngày trôi qua thì ngày đó có đóng góp cho sự phát triển của bản thân hay không? Nếu có thì cộng điểm, không thì trừ điểm. Có như thế, bạn mới có thể sử dụng thời gian của mình một cách hợp lý. Có lẽ ai cũng biết một sự thật là kiếm tiền như thế nào không quan trọng bằng tiêu tiền ra sao. Tiêu thụ là một hành vi cực kỳ quan trọng. Theo đó, cách tiêu dùng sẽ nói lên rất nhiều về chất lượng cuộc sống của một người. Đó là lý do vì sao bên cạnh việc học kiếm tiền, học tiết kiệm, chúng ta cần phải học cả cách tiêu tiền. Hoạt động tiêu dùng đối với bất kỳ ai cũng quan trọng, nhưng đối với các bà nội trợ lại càng quan trọng hơn. Bởi lẽ, không phải nói quá khi cho rằng hạnh phúc hay bất hạnh đều nằm trong tay người vợ. Muốn tiêu dùng thông minh và hiệu quả, chúng ta phải đánh giá và đưa ra quyết định đúng đắn. Vì chi tiêu trong nhà thường cho phụ nữ nắm giữ và quản lý, nên việc tiêu dùng của cả gia đình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sau đây là phương pháp tiêu tiền của tác giả được gọi là 5-1-1-3. Đây là phương pháp tiêu tiền dựa trên khái niệm đầu tư hơn là chi tiêu. 1. Tiết kiệm 5 phần
chuẩn bị và dự phòng cho tương lai. Nếu thu nhập của bạn giả sử là 8 triệu, thì ít nhất 50% thu nhập bạn nên tiết kiệm. Khoản tiết kiệm này là để dành đầu tư cho tương lai. Đây là số tiền tuyệt đối không được đụng vào, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa trong hiện tại. Vì vậy, quản lý tiền cũng chính là quản lý ước mơ và tương lai của chúng ta. 2. Đầu tư 10% thu nhập, nâng cao tiềm lực và khả năng cạnh tranh. Hãy trích ra 10% thu nhập của bạn để đầu tư cho tương lai của gia đình. Hãy đầu tư vào việc học tập của con, của chồng và của bản thân mình. Nếu cảm thấy cần phải đi học trung tâm, mua sách, trải nghiệm, đi thực tế, đừng ngần ngại đầu tư vào những nơi bạn có thể tăng cường kiến thức cho bản thân. Phương thức hiệu quả nhất vẫn là mua và đọc sách. 3. Đầu tư 10% thu nhập cho việc tận hưởng và du lịch. Cuộc sống thường nhật quay cuồng, ngay cả khi bạn đi làm hay là một người vợ nội trợ đều có những lúc khó khăn chồng chất, từ đó khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi và bực dọc trong lòng. Chính vì vậy, những kỳ nghỉ ngắn, những chuyến đi du lịch cùng bạn bè và quan trọng hơn là với chồng luôn là một liều thuốc bổ cho tinh thần của vợ chồng bạn. Hãy đầu tư 10% thu nhập của mình cho việc đi đây đi đó, giải tỏa căng thẳng và tận hưởng cuộc sống. 4. Đầu tư 30% thu nhập cho chi tiêu trong gia đình. Bên cạnh việc chi tiêu như trên, bạn cũng nên dành 30% thu nhập của mình cho việc chi tiêu. Số tiền này bao gồm chi tiêu tiền điện, nước, phí sinh hoạt hàng tháng, tiền đi chợ, vân vân. Khi đã chia nhỏ thu nhập ra từng phần, bạn sẽ quản lý tiền của mình một cách có hiệu quả hơn. Chi tiêu một cách thông minh sẽ giúp bạn hạn chế chi vào những thứ không cần thiết, từ đó có kế hoạch cho những dự định trong tương lai của gia đình. Là con người, ai cũng sẽ có giới hạn về năng lực và thể lực. Khi không thể hệ thống hóa công việc nhà, người vợ sẽ cảm thấy khó chịu vì phải làm việc quá mức. Các thành viên khác trong gia đình cũng không thấy hài lòng mà dẫn đến bất mãn. Kết quả là cả nhà đều không cảm thấy hạnh phúc. Đối với những người phụ nữ đi làm, một trong những lý do lớn nhất khiến họ phải từ bỏ công việc đi làm là nuôi dạy con. Tuy nhiên, điều này không hề dễ dàng chút nào. Trẻ con dù ở độ tuổi nào cũng cần bàn tay của người chăm sóc. Hơn nữa, khi bạn nghỉ việc, vị trí trống không còn nhiều, cơ hội quay trở lại với công việc không hề dễ như chúng ta vẫn nghĩ. Chính vì thế, những người phụ nữ hãy mạnh mẽ và phải đưa ra quyết định đúng đắn. Cho dù kiếm tiền phải được chi trả cho người giúp việc hay bảo mẫu, chúng ta vẫn nên giao những công việc này cho người khác và tiếp tục đi làm. Không chỉ tiết kiệm thời gian cho bản thân làm công việc mà bản thân mình yêu thích, mà còn có thể chia sẻ công việc này cho những người có thể làm tốt. Thông thường, người vợ nào cũng sẽ trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn thể hiện. Đây là lúc bạn cho đối phương thấy rõ hình ảnh của bản thân khi làm việc. Những lúc bạn không kịp rửa mặt, cũng chẳng kịp chải tóc, hay có những đêm khuya về muộn, tâm trạng mệt mỏi và hầu như kiệt sức. Khi để đối phương của mình thấy những hình ảnh của bản thân khi làm việc như thế này, họ sẽ càng thêm yêu thương bạn hơn, đồng cảm với nỗi vất vả của nhau, hiểu những gì đối phương phải trải qua, từ đó nâng đỡ nhau và tôn trọng nhau nhiều hơn. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn chia sẻ. Đây là giai đoạn hai vợ chồng chia sẻ những khó khăn hay những gánh nặng cả hai cùng đang mang. Hãy chia sẻ những khúc mắc trong lòng bạn, cho dù trong công việc hay đời sống cá nhân, để vợ chồng tham dự vào câu chuyện của bạn, thì khả năng cao bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ họ. Chia sẻ một dự định hay một mục tiêu mà bạn khao khát muốn thực hiện, nhưng vì lý do nào đó mà chưa tiến hành làm được. Hãy để đối phương thấu hiểu và cùng bạn tìm ra giải pháp để hiện thực hóa ước mơ ấy. Giai đoạn cuối cùng là giai đoạn phân chia. Đó là chia sẻ với đối phương trong tư cách là đối tác về những lợi ích có được trong công việc. Nếu chỉ chia sẻ khó khăn mệt mỏi thì thực ra sẽ khiến cả hai chán ngán và kiệt sức. Khi có được một số lợi ích trong công việc, hãy quan tâm và chia sẻ với nhau để đối phương có cảm giác công sức của mình được công nhận, từ đó càng tích cực giúp đỡ nhau hơn. Các chị em đừng quên rằng, chia sẻ thành công trong công việc với đồng nghiệp là việc quan trọng, nhưng để chồng và gia đình cùng cảm nhận với mình cũng quan trọng không kém. Dù bạn ở vai trò gì, một người vợ hay một bà mẹ thì đều có thể thực hiện ước mơ của chính mình. Chỉ cần bạn luôn có một nhiệt huyết cháy bỏng,
thì việc hiện thực hóa ước mơ sẽ không còn xa vời. Mỗi khi cuộc sống bế tắc, có nhiều lúc bạn cảm thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa và chẳng thiết tha làm gì, chẳng biết bản thân muốn gì, trong khi những việc phải làm ngày càng chồng chất. Ở trong hoàn cảnh này, cảm giác bất lực kéo đến sẽ là điều dễ hiểu. Những lúc như vậy, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, hãy xử lý từng việc một. Và cuốn sách Người vợ biết ước mơ sẽ trẻ mãi không già sẽ hướng dẫn bạn cách làm điều đó. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Người vợ biết ước mơ sẽ trẻ mãi không già tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM tần số 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 6 giờ 45 phút, 13 giờ 5 phút và 20 giờ 20 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.